Cây mà cứ chi 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 mà anh kia kiểu gọi gọi vớ vẩn. Con này trước đây là mồi được thì chắc là phải đi nhiều nữa, mình đi đi là không nổi thì có nghĩa là sẽ có là mồi. Nếu mà cứ kêu 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 gọi chim về đéo thì anh là cho hoa quả vào không? Có chứ. À. Hoa quả thì mình treo một con nào chứ không để treo được cái này thì đi thế nào. Có hiệu quả. Họ thấy mà đấy nhiều nhiều chim tinh tinh rồi. Sâu rồi. Cái gì nhỉ? Cái gì hai bạn ở đây nhỉ? Mày kẻ. Mày kẻ trắng trắng này. Trắng trắng này. Sụp sụp lá. Có cả cái con quanh cổ đỏ mái. À thế à? Nói chung đến năm năm nhiều loại chim thì mẹ lưu tìm về mẹ có con này lắm. Vâng. Ở chỗ nào anh? Ở ngay chỗ đại chim ngày xưa ấy. À thế à? Nhưng mà nó không phải đằng ý mà ở phía này có một cái ngõ đi vào. Phía này có một cái ngõ đi vào thì đi ra ra ngoài đồng. Về có nhiều chim như thế nào? Như nào? Nào ra lấy bẫy. Cậu ấy thì sáng mai anh đưa xuống. Dạ vâng. Chiều anh chạy tạt qua anh nhòm xem có kiếp anh nào không. Cứ có thì cứ mất ở đấy thôi. Vì cái lồng mình chỉ mất công rồi. Chứ không chắc là không được chim thì chắc chả ai lấy. Ừ, không được chim thì chắc chả ai lấy. Vì cái lồng cũng không phải là cái lồng của chim. Nó chỉ là cái mắt cá mình ra nên mình mất công thôi. Vâng. Mẹ hút đấy. Hết hoa quả thì lại cho thì hoa quả lên là xong, nếu mà thối thì bỏ đi. Quả kéo lại được con rắn, mẹ được con rắn nhảy vào. Nhưng mà treo cao thì đấy nó ra rắn. Thế à? Anh treo hết sao mà. À, treo cao đấy. Như treo cao đấy để xem mấy bố cha mau.